phẩm Nẻo về của ý. Tác giả Thích Nhất Hạnh. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện. Lời tựa: hãy tưởng tượng một con đường lên núi quanh theo hình trôn ốc, và người leo núi đi rất thảnh thơi, không có cảm tưởng mình đang leo núi, quên rằng mình đang leo núi. Đường có hoa thơm cỏ lạ. Đến đỉnh núi nhìn xuống mới biết mình đã leo tới đỉnh núi. Khi đi xuống cũng vậy, mình đi theo con đường trôn ốc xuống núi. Cấu trúc của nẻo về của ý cũng thế, không phải thật sự một cấu trúc nhưng cũng là một thứ cấu trúc. 40 năm trước tôi đã viết nẻo về của ý như thế, không hề có chút dụng công, ngoài bút rong chơi nơi chốn núi đồi. Trong 40 năm tại hải ngoại, tôi có duyên viết được những cuốn sách được độc giả hâm mộ và xuất bản bằng hàng chục thứ tiếng. Nhưng trong thời gian ấy, tôi không hề nghĩ đến việc dịch nẻo về của ý. Nhưng Mobile Warren, cô học trò đã học tiếng Việt với tôi từ lúc 19 tuổi, đã đọc nẻo về của ý bằng tiếng Việt và đã yêu thích nó, muốn dịch ra tiếng Anh. Tôi đã để cho cô ấy dịch và bản dịch đã nằm đó khá lâu. Trước khi nhà xuất bản Parallax hỏi tới, Mobile có tài kể chuyện. Mobile đã dịch Văn Lang Dị Sử, Tình Người và Đường Xưa Mây Trắng trước khi dịch nẻo về của ý. Biên tập viên nhà xuất bản Parallax, cô Rachel Newman, ngồi trên máy bay từ New York về San Francisco, đã đọc hết bản dịch cuốn nẻo về của ý và nói đây là tác phẩm cô thích nhất trong những tác phẩm của tôi. Sau đó cô xin phép cho nhà xuất bản Parallax được ấn hành. Tôi chiều lòng và không ngờ tác phẩm này khi ra đời lại được độc giả Tây Phương ưa thích một cách nồng nhiệt. Nội trong 5 năm, sách đã được dịch ra 12 thứ tiếng. Nay sách có cơ duyên được in lại bằng tiếng Việt. Nhà xuất bản xin tôi ghi vài dòng để làm lời tựa. Tôi nhớ lại ngày xưa, có những người rời quê hương đột ngột, không biết có còn được trở lại quê nhà hay không, không đem được gì theo ngoài một cuốn nẻo về của ý. Có những độc giả tri kỷ ở quê nhà và ở hải ngoại như thế, tôi tin nẻo về của ý sẽ làm sống dậy kỷ niệm và tình thương trong lòng những ai đã từng yêu chuộng nó. Các bạn có thể xem nẻo về của ý như một cuốn tiểu thuyết hoặc một thiên ký sự. Đường Xưa Mây Trắng đang được làm thành phim. Nẻo về của ý cơ duyên mới chắc chắn sẽ tìm được nhiều tâm hồn tri kỷ mới. Làng Mai, ngày 18 tháng 6 năm 2006, Nhất Hạnh. Phần thứ nhất, chương 1. Pomona là tên cái nhà gỗ trong rừng mà tôi đang ở. Nguyên Hưng cứ tưởng tượng một buổi sáng thức dậy ở phương Bối An, lúc 7 giờ. Chim chóc hát gian rừng và ánh sáng tràn vào thành từng dũng lớn. Tôi đến đây vào một buổi tối, xe hơi len lỏi trên những con đường rừng, thành ra không trông thấy gì. Sáng dậy tôi giật mình vì tiếng chim hót, vì căn nhà gỗ và vì sự yên tĩnh mà đã hơn một năm nay tôi thiếu thốn. Ở Nữ Ước, dù thức dậy lúc 3 giờ khuya ta cũng vẫn nghe tiếng xe cộ đi lại. Tôi nhớ hồi mới về Nữ Ước, suốt một tuần lễ tôi không ngủ được. Tôi than phiền với một người quen, anh ta mua biếu tôi một thứ bông sáp để nhét vào tai khi đi ngủ. Cố nhiên là đỡ ồn rồi, nhưng tôi vẫn không ngủ được, bởi vì không thể quên được cái cảm giác là lạ trong hai tai. Mãi mấy hôm sau tôi mới làm quen với tiếng ồn và mới ngủ được. Thật ra tất cả chỉ là vấn đề thói quen. Có người đã quen với tiếng tích tắc của đồng hồ, thiếu nó thì cũng không ngủ được. Nguyên Hưng không nhớ hồi anh Cường lên chơi và ngủ lại với Phương Bối Am sao? Đã quen với tiếng xe cộ đường Hồng Thập Tự nên nằm ở Phương Bối, anh ấy cũng không ngủ được vì cái yên tĩnh kỳ lạ của núi rừng Đại Lão. Tôi thức dậy trong một sự yên tĩnh như thế ấy ở Pomona. Tiếng chim hót gian rừng cũng không thể nói là tiếng ồn, nó lại càng làm cho sự yên lặng thêm sâu hơn, về bề sâu là khác. Tôi khóa chiếc áo Nhật Bình đi ra ngoài. Thật là một cảnh tượng thần tiên. Tôi có ngờ đâu căn nhà gỗ này nằm bên một chiếc hồ lớn, lớn hơn cả hồ Đà Lạt. Mặt hồ sáng loáng phản chiếu ánh nắng buổi mai, đẹp rực rỡ như tranh thần thoại. Bờ hồ là cây rừng, lá cành mang nhiều màu sắc. Trời sắp ngã sang thu rồi đó, Nguyên Hưng. Tai tôi thoáng nghe tiếng cười đùa. Tôi vừa đi vào một con đường mòn vừa gài khuy áo,
tìm tới gần chỗ phát xuất tiếng nói cười trẻ em. Đi chừng 200 thước, tôi thấy hiện ra một khu có sân rộng, có tới mấy chục cái nhà gỗ như Pulmoner, nhưng bé hơn Pulmoner. Bọn trẻ con đang rửa mặt đánh răng. Đây là làng Serovsky, trại của các em nhỏ từ 7 đến 11 tuổi. Rải rác trong rừng còn có 5 hay 6 làng nữa của những lứa tuổi lớn hơn. Khu rừng mấy trăm mẫu này hiện dùng làm trại hè, trại Okaniskon cho học sinh. Để trốn nắng thành phố, tôi đã về đây sống với thiên nhiên, với rừng xanh, hồ biếc và trẻ thơ. Tôi sẽ ở lại đây vài ba tuần nữa trước khi trở về lo công việc mùa thu. Ngày đầu tôi đã ở chơi suốt ngày với các cậu bé làng Saroki. Các cậu bắt đầu được một chú nai con mới sinh được 3-4 ngày. Mẹ nó đã bỏ nó đi đâu mất. Các cậu bé đem nó về trại nuôi. Ban giám đốc trại làm cho các cậu một cái nhà lưới rộng có 2 phòng để nuôi chú nai con. Chúng đặt tên con nai là Datino. Datino có bộ lông màu vàng điểm nhiều chấm sao trắng rất đẹp. Datino được các cậu bé cho ăn cháo tấm trộn với sữa tươi và bắp cải non. Sống được 8 tuần lễ ở trong trại rồi, Datino đã lớn. Nhờ sự chăm sóc của các cậu bé, nó đã cao chừng 4 tấc tây. Tôi cũng hay quanh quẩn với các em chung quanh cái nhà lưới của Datino và hay hái những cành có lọc non cho Datino gặm. Pomner thanh tịnh quá khiến tôi ít ưa đi đâu nữa. Tôi có đem về đây mấy cuốn sách nhưng không đọc. Nguyên Hương nghĩ đọc làm sao được khi rừng cây thanh tịnh như thế kia, hồ nước xanh mát như thế kia, tiếng chim hót trong trẻo như thế kia. Có những buổi sáng tôi đi vào trong một khu rừng thưa và ở lại đó một mình cho đến chiều. Tôi đi thơ thẩn trong rừng hay nằm dài trên những thảm rêu mềm mại, khoanh tay nhìn trời xanh mây trắng. Những lúc như thế này tôi thấy tôi đổi khác. Có thể nói là tôi tìm thấy rõ mặt mũi chân thực của tôi thì đúng hơn. Những nhận xét, những cảm nghĩ, những quan niệm không còn giống như những nhận xét của những cảm nghĩ. Những quan niệm không còn giống như những nhận xét, những cảm nghĩ, những quan niệm hồi tôi còn ở Nữ Ước. Tôi thấy sự vật sáng hơn, khỏe hơn và ít tầm thường hơn. Chiều hôm qua tôi ngồi trên một chiếc thuyền con và tự chèo lên phía bắc của hồ, trên một cây số. Tôi ngồi chơi giữa những bông súng cho đến khi trời nhuộm màu tím mới bơi về. Tối quá, tí nữa thì không tìm ra được cái bến xinh xắn của Pomona. Rừng ở đây không có sim như ở Phương Bối, nhưng có một thứ trái cũng tím và ngọt như sim, gọi là blueberry. Sáng hôm nay, tôi đưa 2 chú bé chừng 8 tuổi vào hái blueberry, ăn đến chát cả mồm cả miệng. 2 cậu bé nói chuyện huyên thuyên không ngớt. Một cậu nói chuyện với ông Ba Bị mà cậu trông thấy hồi hôm. Ông kẻ của cậu có sừng trên trán và đang đút cậu ngủ trong một chiếc lều ở Sarovsky. Thọc tay vào cửa sổ liều định bắt cóc cậu. Cậu nói chuyện một cách say sưa, thành thực. Có lẽ có một ông kẻ giả nào đó thì mới khiến cậu tin chắc như vậy được. Tôi vừa nghe vừa cười, vừa lo hái blueberry. Hồi lâu không thấy phản ứng chi, cậu tức quá dừng lại nói một cách thất vọng. Ông không tin lời của em. Tôi trả lời, có chứ, tôi có tin, nhưng tin vừa vừa thôi. Tại sao? Tại vì khó tin quá, tôi cố gắng lắm mới có thể tin em một ít như vậy. Cậu buồn xo. Chiều đến cậu dắt tới Pomana, một cậu bé khác để làm chứng. Cậu này cũng kể rằng chính cậu trông thấy ông Ba Bị. 2 cậu tranh nhau hùng biện, cố làm cho tôi tin. Cuối cùng tôi phải gật đầu công nhận. Thôi được, tôi tin lời 2 cậu. Tôi nói như vậy và đứng dậy đưa 2 cậu về trại Sarovsky. Nguyên Hưng, trong những ngày như ngày hôm nay, tôi nhớ Phương Bối quá đi. Có phải là thỉnh thoảng ở Phương Bối, ngày xưa chúng ta cũng hay mang một vài em bé đi khám hiểm ở núi rừng Đại Lão hay không? Rừng Đại Lão Sơn quang du, rậm rạp và nguy hiểm hơn ở đây nhiều. Chẳng thấy mà có bận, chúng ta đã gặp cả cọp. Tôi nhớ Phương Bối am quá, cho đến nỗi nhiều đêm nằm mơ thấy về Phương Bối. Nhưng tội nghiệp chưa, chẳng bao giờ về tới được Phương Bối cả. Cứ về gần tới Phương Bối thì y như là có một trở lực gì ngăn chặn lại. Vì thế càng nhớ càng xót xa thêm. Quê hương chúng ta đã không phải là Phương Bối sao? Nguyên Hưng thường nói, Phương Bối không thuộc về chúng ta, chính chúng ta thuộc về Phương Bối.
phải có những ràng buộc mật thiết lắm với Phương Bối mới có thể nói những câu tương tự như vậy. Phải có những gốc rễ ăn sâu vào Phương Bối lắm mới có thể biểu lộ được tình cảm như thế ấy. Tôi biết lắm, người ta thường nói chỉ có những kỷ niệm đau buồn mới ở lâu với con người. Sự thật không hẳn như vậy. Nguyên Hương à, có phải những ngày sung sướng nhất của chúng ta là những ngày ở Phương Bối không? Và có phải vì những ngày đáng ghi nhớ ấy mà chúng ta hướng về Phương Bối từ bất cứ phương trời nào như những bông hoa hướng dương kia không? Những ngày khai sinh của Phương Bối không có mặt Nguyên Hương. Hồi đó Nguyên Hương còn ở Đà Lạt, chúng ta đã đi từ thất vọng này sang thất vọng khác trong niềm ước ao tìm một lối thoát cho chúng ta, cho thế hệ những người trẻ tuổi muốn đem lý tưởng đạo Phật làm đẹp cho cuộc đời. Nguyên Hương trẻ hơn tôi đến gần 10 tuổi, nhưng mà Nguyên Hương cũng đã chịu biết bao nhiêu nỗi thảm nhục rồi. Chúng ta đã đau khổ vì tình trạng của đất nước, chúng ta lại còn đau khổ vì tình trạng của đạo Phật. Hồi ấy chúng ta đã nói tới vấn đề hiện đại hóa đạo Phật. Hồi ấy chúng ta đã cố gắng mọi cách gây ý thức về một nền Phật giáo dân tộc để mong phục hồi sinh lực dân tộc trong ước vọng xây dựng xứ sở. Tôi đã làm báo, đã viết sách, nào báo Hướng Thiện, nào báo Liên Hoa, nào báo Sen Hái Đầu Mùa. Năm 1955, chắc Nguyên Hương còn nhớ, tôi được Tổng hội Phật giáo Việt Nam giao cho chủ bút tờ Phật giáo Việt Nam. Lúc đó tôi đã có dịp gây ý thức về một nền Phật giáo nhân bản về dân tộc. Tôi cũng đã thấy rõ tính cách rời rạc phân tán của tổ chức đạo Phật, nên đã cố gắng viết tất cả những gì tôi nghĩ về một nền Phật giáo thống nhất toàn diện. Tôi chắc Nguyên Hưng biết rõ những nguyên do gần xa trong ngoài của sự rời rạc. Hơn 2 năm sau, tờ báo bị đình bản, lý do là hết tiền. Nhưng kỳ thực, đó là vì các nhà lãnh đạo Phật giáo miền Trung và miền Nam không chịu đựng được những loạt bài nói về vấn đề thống nhất thực sự. Trong một cuộc họp, họ đã lấy cớ hết tiền để kết liễu sinh mệnh của tờ báo. Họ có nói, ai lại tờ báo của Tổng hội mà đi dạy Tổng hội về vấn đề thống nhất bao giờ? Nguyên Hưng à, thế là chúng ta mất khí giới cuối cùng. Chúng ta, những người trẻ tuổi, không có tiền bạc, không có uy thế, không có một miếng đất để cắm dùi, làm sao thực hiện được ước mộng? Sau một thời gian ốm đau tưởng chết, tôi rút về nằm ở ngôi chùa nhỏ bé và an tĩnh ở Plao. Còn Nguyên Hưng và các bạn thì mỗi người phiêu lưu một ngã. Lần thất bại này có lẽ là lần thất bại to lớn nhất, có phải không Nguyên Hưng? Tôi về nằm ở chùa Plao, nhưng cũng không được yên ổn mấy, bởi vì đây là chùa quận hội Phật giáo. Thỉnh thoảng có chị Diệu Âm ở Di Linh vào đem cho thuốc men và một ít trái cam tươi. Chị Diệu Âm mà công trình đối với Phương Bối không phải là nhỏ, nay đã nằm yên dưới lòng đất rồi. Có phải chính nhờ chị mà chúng ta có đủ can đảm và kiên nhẫn để tạo dựng nên Phương Bối, phải không Nguyên Hưng? Tôi xin trở lại câu chuyện những ngày đầu tiên khai sanh Phương Bối. Ấy là vào khoảng Du Lan năm 1957. Tôi nói với chị Diệu Âm, chúng tôi mất chiếc neo cuối cùng rồi. Có lẽ đức chúng tôi đang còn mỏng quá, chúng tôi phải trở về trong một cái vỏ cứng để tu luyện trong một thời gian đã. Chị kiếm cho chúng tôi một nơi ẩn dật đi. Chị Diệu Âm hồi ấy trú tại Di Linh, trong một tịnh xá tên là Mai Lâm. Mai Lâm tức là rừng mai. Chính vì vậy mà hồi chị mất, để nhớ chị, chúng ta đồng ý đặt tên cho chiếc cầu gỗ phía trước của rừng Phương Bối là cầu Mai. Cầu Mai bây giờ có lẽ đã mục nát rồi. Lâu nay từ Quế, có khi nào Nguyên Hưng lặn lội ghé về thăm Phương Bối và chiếc cầu xinh đẹp đó không? Chị Diệu Âm nói, tôi tiếc không nhường Mai Lâm lại cho các chú được, bởi vì tôi không có thẩm quyền, chứ nếu tôi nhường được tôi sẽ nhường ngay. Tôi về Quế ở chùa Thiên Minh. Quý hóa thay tấm lòng của chị Diệu Âm, tôi cười trả lời, chị mà về Thiên Minh thì còn tệ hơn là chúng tôi không có chỗ ở. Và Nguyên Hưng ơi, chính trong những giờ đàm luận ấy mà chúng tôi thấy nảy sinh trong óc cái ước muốn và dự định thành lập một khu tĩnh cư trên rừng Đại Lãm. Khu ấy sẽ rất yên tĩnh, sẽ ít ai đến được. Khu ấy sẽ rộng, sẽ có đủ núi đồi, suối vườn, tĩnh đường, thư viện, thiền thất. Chúng ta cần một nơi như thế, có phải không Nguyên Hưng? Chúng ta phải có một nơi như thế để quay về, để chữa cho lành những vết thương rớm máu, để nuôi dưỡng bồi đắp lại những gì chúng ta đã phí phạm, để chuẩn bị cho một cuộc hành trình khác,
niềm tin, sự trong trắng của tâm hồn chúng ta đã bị hao tổn một cách nặng nề. Chúng ta nhận thức được điều đó và chúng ta quyết định tìm con đường phải đi, phải trị liệu, phải bồi đắp, phải nuôi dưỡng trước đã. Nếu không, chúng ta sẽ mất chúng ta. Tôi đã ước ao có một nơi do chúng ta tạo dựng, đích thực là của chúng ta. Như thế, chúng ta mới thực hiện được công trình tu luyện cần thiết. Bởi vì chúng ta sẽ không thể làm được gì nếu vẫn phải sống mãi cái đời an gửi nằm chờ. Nguyên Hưng biết đó, hồi đó chúng ta đã có đọc khoảng trên 2 vạn cuốn sách. Núi rừng, cây suối, thiền thất và thư viện hấp dẫn chúng ta như một dòng nước mát đối với kẻ bộ hành trong sa mạc, như gói quà trong rổ chợ của bà mẹ đối với đứa con thơ. Tôi đã bàn với Thanh Tuệ, với chị Diệu Âm, thế là chúng tôi nhất định thực hiện cho kỳ được. Cái đời bấp bênh của chúng ta phải được rẽ qua một hướng mới. Đại Lão Sơn vốn là một khu rừng núi phía trên đèo Plao, cách đèo chừng 6 cây số. Từ Sài Gòn lên bằng quốc lộ số 20 đến cây số 180, nhìn sang tay trái về phía những núi đồi cao nhất, đó là rừng Đại Lão. Muốn tới Phương Bối Am, ta phải từ Plao đi về phía đèo bằng quốc lộ. Đến cây số 180, ta phải bỏ quốc lộ, băng qua chừng 3 cây số đường rừng. Hồi ấy đất rừng ở đây được xem như là vật sở hữu của những người thượng. Những khu đất gần hai bên quốc lộ thì hoặc đã được khai thác trồng trọt, hoặc đang còn là đất rừng, nhưng là thứ đất rừng của người kinh đã mua lại từ người thượng. Người thượng thường chịu bán đứt đất rừng cho người kinh bằng một giá hạ. Vượt qua 3 cây số đường rừng, chị Diệu Âm, tôi và một người bạn tên là anh Điều làm trách nhiệm viên dừng lại để nhìn ngắm khu rừng núi hùng vĩ và quyền bí trước mặt. Đó là phương bối tương lai. Phương là thơm, là quý, bối là lá bối đa, một thứ palmia lá vàng. Ngày xưa chưa có giấy, người ta viết kinh trên thứ lá ấy. Phương bối nói lên được ý hướng quý trọng và phụng sự nền văn học đạo Phật của chúng ta. Phương bối là lý tưởng của chúng ta. Có phải vậy không, Nguyên Hưng? Khu rừng núi kia nằm trong địa hạt làng Su Đăng Lu của người thượng. Sau mấy tuần khó nhọc, chị Diệu Âm, anh Điều và tôi tìm được vị trí và vẽ được bản đồ của khu đất chúng tôi muốn mua lại của người thượng. Khu đất rộng 25 hecta, 9 năm 2 năm, như vậy là gần 26 mẫu tây đất rừng. Mà Nguyên Hưng có biết hồi đó chúng tôi mua với giá nào không? 250 đồng bạc Việt Nam một mẫu. Giá của khu rừng gần 26 mẫu là 6.500 đồng. Nguyên Hưng đừng tưởng chúng tôi bắt ép những người thượng hiền lành để mua đất của họ bằng một giá rẻ đâu nhé, bởi vì đấy là giá chính thức họ bán cho mọi người. Hồi ấy chúng tôi có tặng thêm cho những người thượng kia 3.500 bạc nữa đấy. Nguyên Hưng có biết chúng tôi mua bán với ai không? Chúng tôi mua bán với 2 người thượng hiền lành, một người tên là Capriu, một người tên là Caproi. Cả hai đều không biết chữ, nhưng vị chánh tổng của họ, chánh tổng Mã Plao, tên là Rebret, và vị quận trưởng thượng của họ tên là Gerdin thì biết chữ và lại ký tên bằng bút máy. Một buổi sáng tháng 8 trời nắng ấm, Tuệ và tôi đi vào quận để làm giấy, gặp các ông Gabriel, Caproi và vài người nữa. Rồi tôi ký tên vào cái chân tự bán đất. Sao lại bán nhỉ? Phải là mua mới đúng chứ. Đầu tiên trong đời tôi, văn tự đó như sau: văn tự bán đất giữa hai đàn. Những người thượng tên là Capriu, tên Caproi, dân làng Basudalu, tổng Mã Plao, quận Plao, tỉnh Đồng Nai thượng bên này, và tăng sĩ Nhất Hạnh, nhà ở chùa Phật Học bên kia, đã thỏa thuận như sau: những người thượng chiếu thượng do văn tự này đã bằng lòng bán đất cho tăng sĩ Nhất Hạnh một khoản đất kê khai như sau: vị trí một khoản đất diện tích 25 hecta, 9 năm 2 năm, 25 mẫu tây, 9.525 thước vuông, tọa lạc tại làng Basudalu, quận Plao, tỉnh Đồng Nai thượng, ngay cây số 180 - 900, quốc lộ số 20, bắc giáp đất ông Trương Úc và đất rừng, nam giáp đất rừng và đất ông Trần Ngọc Quýnh, đông giáp đất rừng và đất ông Trần Ngọc Quýnh, tây giáp đất ông Đặng Văn Lân và đất ông Trương Úc. Bản đồ đính hậu. Nguồn gốc:
những người thượng tên Cabril Cabroy trước sự hiện diện của ông phó lý làng Basudalu, cam kết rằng khoảng đất trên hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của họ, chưa hề cầm cố, để đương hay sai áp, và cũng không phải là công điền công thổ của làng. Quyền sở hữu, văn tự đoạn mãi này xác nhận sự di chuyển quyền sở hữu và tăng sĩ nhất hạnh được trọn quyền sở hữu trên khoảnh đất trên kể từ ngày thành lập văn tự này. Giá cả khoảnh đất này đã thỏa thuận đoạn mãi với giá là 6.500 đồng bạc chẵn và đã giao trước sự hiện diện của ông đại diện hành chánh Plau, ông chánh tổng Mã Plau và ông quận trưởng đồng bào thượng chứng kiến cho các người bán đất đã lãnh đủ số tiền và điểm chỉ vào văn tự này vì không biết chữ, không biết ký. Bên mua phải đăng bộ thổ, đóng bách phần cùng các thứ thuế khác nơi bộ điền địa Đà Lạt, làm tại Plau ngày 7 tháng 8 năm 1900. Dưới văn tự có dấu điểm chỉ của Cabril Cabroy, của phó lý làng Basudalu, có chữ ký của chánh tổng Mã Plau là Caprac, của quận trưởng Hượng Cờ Đinh và của ông quận trưởng quận hành chính Plau nữa. Bên cạnh chữ ký của Cabroy Cabril là chữ ký của tôi, trang sĩ nhất hạnh. Thế là Nguyên Hưng ơi, tôi đã trở thành địa chủ rồi đó. Địa chủ của gần 26 mẫu tây đất rừng. Biết đâu trong khu rừng núi gần 26 mẫu ấy lại không có vài vị chúa sơn lâm lưu trú. Ở nông trại Đại Hà, các ông 30 đã chẳng thỉnh thoảng về chơi ban đêm đó sao? Chương 2. Mấy hôm nay mưa lớn quá, Nguyên Hưng à. Căn nhà gỗ Pomona của tôi bị dột. Mưa giọt xuống ướt cả mấy cuốn sách để trên bàn. Tôi phải dời cái bàn đi mấy lần mới tìm ra được một chỗ bảo đảm. Tối hôm qua một đám thanh niên chừng 20 người từ trại Ranger đã tới thăm Pomona để nghe tôi nói chuyện về đạo Phật. Trong thời gian lưu trú tại đây, tôi làm guest speaker cho cả trại mà. Nói cho nhóm này nghe rồi đến nhóm khác về đủ các thứ chuyện. Tôi đã nói cho tất cả là 8 nhóm rồi, kể cả nhóm Sarovsky nhỏ xíu. Nhóm Ranger là nhóm lớn, họ mang tới mỗi người một ôm củi để đốt trong lò sưởi lều Pomona của tôi. Trời hơi lạnh, thành ra đốt như thế vừa ấm là vừa vui. Họ ngồi quay quần quanh lò sưởi nghe tôi nói chuyện. Lúc đó tôi mặc chiếc áo Nhật Bình màu khói hương, cho nên tôi bắt đầu nói về chiếc áo Nhật Bình để cho họ biết đây là chiếc áo đặc biệt của những chú tiểu Việt Nam, chứ không phải là quốc phục Việt Nam như vài người đã lầm tưởng. Đáng lẽ thì tôi mặc chiếc áo tràng màu nâu kia kìa. Tôi vừa nói vừa chỉ chiếc áo treo ở góc phòng. Nhưng vì muốn có cảm giác trẻ con nên tôi ưa mặc áo Nhật Bình. Thế rồi tôi đứng dậy mặc chiếc áo tràng vào và giải thích cho họ biết ý nghĩa của màu nâu, màu của khiêm nhượng, của trầm lặng và của ý hướng đồng sự với người chân quê. Nhân tiện tôi cũng khoác chiếc y màu vàng lên và giải thích cho họ biết thế nào là giải thoát phục và trong những trường hợp nào thì cần phải mang y. Và do đó tôi nói đến sự khác biệt của hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông của đạo Phật và một vài khởi điểm của nhận thức đạo Phật. Rồi tôi chỉ cho họ biết một ít điểm dị đồng căn bản giữa đạo Phật và Cơ Đốc giáo là tôn giáo mà họ đang theo. Thường thường những buổi nói chuyện như thế được họ theo dõi một cách rất chăm chú, và khi tôi kết thúc buổi nói chuyện, họ đặt rất nhiều câu hỏi. Nếu để cho họ hỏi mãi, có lẽ họ sẽ hỏi cho đến hết ngày. Những điều họ tò mò muốn biết thì vô cùng, mà thời gian dành cho những câu hỏi thì có hạn. Họ hỏi nhiều câu như: tại sao mái chùa lại cong lên như vậy? Tại sao lại ăn chay? Ông thầy tu đạo Phật cưới vợ được không? Đạo Phật nghĩ về Đức Giê-xu như thế nào? Những câu hỏi như thế tuôn ra bất tuyệt. Hồi hôm để chấm dứt, tôi bảo họ im lặng để tôi đọc cho họ nghe một bài kinh. Tôi đọc bài Vô Biên Phiền Não Đoạn. Khi họ ra về thì đã 11 giờ. Tôi cho thêm ít củi vào lò sưởi và còn lại một mình. Tôi ngồi nhìn ngọn lửa bốc cháy. Trời vẫn còn mưa tầm tã, chắc Sài Gòn cũng đang mưa, Huế cũng đang mưa, Phương Bối cũng đang mưa. Thanh Tuệ từ Đại Hà vừa viết thư cho biết rằng Phương Bối mưa suốt mấy tuần nay. Mái nhà thượng trên đồi đã bị gió thổi bay mất một mảng lớn. Không biết Tuệ có chịu vào chữa lại hay không, hay là lại để cho gió tốc cả cái nhà thượng đi mất. Chiếc nhà thượng cao chót vót trên đồi chính mà chúng ta đã mất bao nhiêu công trình mới làm nên được. Chiếc nhà ấy đẹp nhất trong những ngôi nhà rải rác ở các núi đồi Phương Bối, có phải không Nguyên Hưng?
hai mái thật cao với hai bàn tay người Phật tử chắp lại kiểu hiệp chưởng khi chào nhau. Chính trong ngôi nhà thượng ấy, chúng ta đã sống những giờ phút thật vui vẻ và thanh tịnh, những giờ học tập, hội thảo, đàm đạo, uống trà và cả nghe âm nhạc nữa. Bữa khánh thành ngôi nhà, tôi còn nhớ chúng ta đã nấu xôi và chè đậu xanh đã giỏ ăn mừng. Nhà thượng được làm theo kiểu nhà sàn, và chúng ta đã ngồi bệt xuống sàn nhà theo kiểu người Nhật, và khi đau chân quá thì đổi sang kiểu người Miên. Tôi ngồi ở Pomona trong một đêm mưa mà cứ tưởng là ngồi ở Phương Bối một đêm, mà cả Tuệ, cả Lý, cả Nguyên Hưng, cả thầy Thanh Từ và cả dì Tâm Huệ nữa đều trắng mặt. Có lúc tôi mỉm cười yên lặng một mình. Quả thực mỗi người trong chúng ta đều thuộc về Phương Bối. Như Nguyên Hưng đã nói, giờ đây ngồi ở Quế, Nguyên Hưng hãy nói cho tôi nghe xem là Nguyên Hưng có nhớ Phương Bối không nào. Để tôi nói tiếp về câu chuyện 25 mẫu 9.525 thước vuông đất rừng ở làng Basudalu cho Nguyên Hưng nghe nhé. Sau khi chúng tôi mua khu đất thì chúng tôi hết cả tiền, ngay cả số tiền nhỏ dành để uống thuốc, vì hồi ấy tôi còn chưa được bình phục. Sau khi mở vài cuộc thám hiểm khu rừng núi Đại Lão, bác Đại Hà và tôi đã quyết định phá một khoảnh rừng chừng 4 mẫu để trồng cây trà, và một khoảnh khác gần ngọn đồi cao nhất để làm một căn nhà. Phải trồng trà thì mới có phương tiện tự túc, vì Phương Bối sẽ không phải là nơi lui tới của những người thập phương. Phương Bối sẽ chỉ là của riêng chúng ta. Nguyên Hưng xem chúng mình chấp ngã và ngã sở ghê chưa? Và hoàn toàn do chúng ta tự do sắp đặt và định liệu. Trước hết, phải thuê hàng chục người thượng tới dùng xà gạt để đốn khu rừng dự định trồng cây trà. Sau đó chừng một tháng, khi thân cây và cành lá đã khô, thì đem lửa tới đốt. Phải đốt bốn mặt để cho ngọn lửa chạy vào trung tâm, như vậy tránh được cháy rừng. Đốt xong thì phải dọn rừng, khiêng những thân cây bị cháy xém chất thành từng đống lớn. Cành lá thì đã cháy thành tro. Đợi trận mưa đầu mùa tới là đào lỗ thành hàng để gieo hạt trà. Hạt trà thì chúng tôi đã đi xin được rất nhiều ở các đồn điền lớn trong quận. Từng đó công việc đòi hỏi một số tiền. Thanh Tuệ đã phải về Sài Gòn giao thiệp với các nhà xuất bản và phát hành để thâu số tiền bản quyền những cuốn sách mà tôi đã giao cho họ. Với một số tiền của chị Diệu Âm giúp nữa, chúng tôi khởi công. Chính bác Đại Hà, một người bạn có rất nhiều kinh nghiệm làm rừng, đã chỉ huy công việc giúp chúng ta. Một buổi sáng có nắng cách đó chừng 5 tháng, chị Diệu Âm, Thanh Tuệ và tôi, tất cả nai nịt gọn ghẽ, theo bác Đại Hà đi vào khu rừng đã biến thành một đồi chè non. Con đường đi vào chưa được phát dọn và cũng chưa thành một lối đi có dấu mòn. Rừng còn ướt và dắt nhiều quá. Thỉnh thoảng chúng tôi lại phải dừng lại để xem có dắt bám vào chân hay không. Bác Đại Hà thì không ngán dắt một chút nào. Bác kể chuyện có lúc dắt bám đầy cả chân. Khi về phải dùng cả một sợi lạt để gạt chúng nó xuống. Trước khi rửa chân, xoa dầu khuynh diệp và sưởi lửa. Thanh Tuệ và tôi cũng chỉ hơi sợ dắt mà thôi. Mỗi khi bắt gặp một con dắt đang bám vào chân, chúng tôi ngừng lại và lấy tay rứt nó ra, hơi gớm và hơi rùng mình tí. Nhưng chị Diệu Âm thì sợ dắt vô cùng. Mỗi khi thấy có dắt bám vào chân thì chị hét lên. Chúng tôi phải dừng lại để mà bảo vệ cho chị. Ấy thế mà chừng một năm sau, chị không còn sợ dắt nữa. Mùa hè, chúng ta tha hồ đi trong rừng không sợ dắt. Chúng nó chết tiệt đâu hết cả. Nhưng khi mùa mưa tới, rừng ẩm, thế là chúng xuất hiện. Bác Đại Hà nói, thưa thầy, chúng nó đâu có chết, chúng nó chỉ khô teo đi thôi, đến mùa mưa là chúng sống lại. Rồi bác kể chuyện một hôm bác ngồi ăn cơm trưa với công nhân trong rừng. Ăn xong, một anh công nhân tìm một cái tăm xỉa răng, anh vớ được một cái que suông sắn, đầu lớn, đầu bé giống hệt cái tăm. Anh thổi sạch bụi và bắt đầu xỉa. Một lát sau anh có cảm tưởng rằng cái tăm động đậy. Thì ra đó là một con dắt chứ không phải là một cái que. Nhờ chất nước bọt con dắt đã được hồi sinh. Tha hồ cho anh công nhân nhổ nước bọt và súc miệng. Có lúc bị dắt đeo mà ta không biết, đến khi về nhà máu chảy ướt ta mới hay. Người miền núi có chế ra một thứ thuốc bôi vào hai ống chân khiến cho dắt sợ không bám vào được. Hoặc họ mang theo vôi ăn trầu, có dắt thì bôi vào tí vôi, dắt nhả ra ngay. Vui câu chuyện chúng tôi đến đồi chè mới lúc nào cũng không hay nữa. Đồi thì thật cao, đây là một ngọn đồi cao nhất ở vùng này. Bây giờ ngọn đồi quang đãng lắm, chúng tôi mới có thể nhìn được cảnh vật bên dưới. Thật là một quang cảnh ngoạn mục. Nhìn từ đây trời xanh hơn, mây trăng trắng hơn.
những ngọn núi xa có mây trắng phủ phía dưới chân, trông như những cù lao nổi giữa biển nước trắng xóa. Nguyên Hưng có biết không, suốt 2 năm trời ở Phương Bối mà buổi sáng nào đứng từ đồi thượng ta cũng thấy Phương Bối đẹp, không có buổi sáng nào giống buổi sáng nào. Có những buổi sáng thức dậy ta chẳng trông thấy được gì ngoài cửa sổ, bởi vì sương mù dày đặc, đứng cách nhau chừng 5-6 thước đã có thể không trông thấy nhau. Có những buổi sáng đứng trên đồi thượng, ta có cảm tưởng rất thực là ta đang đứng trên một hòn cù lao ở hải đảo. Sương mù trắng xóa và bằng phẳng như mặt biển dàn trải đến chân trời, các ngọn núi xa là những cù lao. Mãi cho đến gần 10 giờ sáng sương mới tan và cảnh tượng mới lại phô bày chân tướng. Mà thật ra ta khó nói được thế nào là chân tướng của cảnh tượng nữa. Mỗi ngày mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác, Phương Bối là một dòng tiếp nối của những cảnh tượng thần diệu. Đó, Nguyên Hưng có nhớ một buổi sáng nọ khi chim hót vang rừng, chúng ta đi từ thiền thất lên đến đỉnh đồi thượng không? Đứng trên đồi ta trông thấy một cặp nai tơ đùa chơi trong nắng sớm giữa những hàng trà. Những con nai tơ vàng, mình có lốm đốm những hàng sao trắng. Chúng ta đã đứng im bất động một lúc lâu, sợ chúng chạy mất. Nắng mai đùa giỡn với những con nai con trên đồi trà. Một lát sau, hai con nai đuổi nhau về phía cửa rừng phía nam và lẫn mất vào rừng. Chúng ta chỉ còn biết nhìn nhau. Khu đồi hồi đó tuy đã được trồng trà nhưng còn hoang vu lắm. Nguyên Hưng à, chúng tôi đi giữa những cây trà mới lên. Các gốc cây đang còn lại nhiều, nhưng theo lời bác Đại Hà, chúng sẽ mục nát sau đó một vài năm, không cần phải đào gốc. Vấn đề là đừng cho chúng mọc lộc mới. Mà thực ra số lớn các gốc đã bị đốt cháy, không thể nào còn đâm lộc được nữa. Đất mềm và thơm. Chúng tôi đi một vòng đồi rồi dừng lại ở cửa rừng. Bác Đại Hà định đốt thêm 6 mẫu rừng nữa để có chỗ làm nhà và làm giường. Nguyên Hưng ơi, sau ngày đi thăm ấy độ 1 năm thì Nguyên Hưng về. Lúc ấy Phương Bối đương làm nhà. 4 mẫu trà kia đã bắt đầu sản xuất chút ít, và chị Diệu Âm bàn là nên trồng thêm 2 mẫu nữa. Lại thêm phải làm một cái nhà 4 gian ngay dưới chân đồi thượng. 1 gian trên cao dùng làm thiền thất, gian dưới là thư viện và chỗ làm việc, gian giữa là phòng ngủ, gian bên là phòng ăn và phòng khách. Khách đây là gia đình Đại Hà, là chị Diệu Âm, là Như Thông, Như Ngọc, Như Khoa, Thanh Giới và ít người bạn tri kỷ khác. Kỳ dư ai mà chịu lăn lộn lên tới Phương Bối, vừa xa vừa cao, vừa dắt vừa nguy hiểm. Nguyên Hưng à, hồi đó chúng tôi lúng túng rất nhiều về vấn đề tiền bạc. Tôi phải bán thêm một bản thảo nữa và kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn quen. Ngoài chị Diệu Âm, những người giúp cho chúng ta nhiều nhất là Như Thông, Như Khoa và gia đình Đại Hà. Trong thời gian làm nhà, các bác thợ phải đi lên đi về rất vất vả. Chiếc xe vận tải, bánh xe có ràng xích sắt để leo núi khỏi trượt, phải lận đận lắm mới chở được gỗ và nguyên liệu làm nhà đến dưới chân đồi thượng, bò quanh theo con đường núi đã lở lói và hư hỏng rất nhiều. Con đường này xa bằng 3 con đường rừng đi tắt, mà từ chỗ rẽ của con đường tới chân đồi thượng, bác Đại Hà đã phải đốt rừng làm một con đường dài trên 400 thước. Chính tôi đã cắm mốc làm thầy địa. Nguyên Hưng này, có lẽ tôi là một ông thầy địa dụng, cho nên giờ này chúng ta không được an trú ở Phương Bối, mà mỗi người phải lên đên một ngã. Tôi phải chừa làm nghề thầy địa đi mới được, có phải không? Hồi đó Tuệ Hưng, tôi và chị Diệu Âm hay rủ Như Khoa và bọn trẻ con gia đình Đại Hà vào chân đồi thượng cắm trại, luôn tiện xem các ông thợ làm nhà. Tội nghiệp chị Diệu Âm, vì chúng ta chỉ cứ mỗi tuần rời Mai Lâm ở Di Linh để vào Bảo Lộc một kỳ. Tuy vậy, nhờ làm việc nhiều, leo núi nhiều, chị mạnh khỏe hẳn ra, ai thấy chị leo núi cũng khen. Như Khoa, nam nhi chi tướng như vậy mà đôi khi còn thua chị, mất uy tín quá phải không Nguyên Hưng? Vì muốn về Phương Bối trước mùa an cư, cho nên chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Lúc bấy giờ, đường lên Phương Bối đã được phát dọn quan đảng. Cái khu rừng từ cầu Mai lên đến dưới đồi thượng, cái khu rừng ấy mới đẹp làm sao. Tôi muốn được suốt đời đi trong một con đường rừng như thế, con đường thơm ngát hoa chiều. Và có một vài thứ hoa gì nữa cũng rất thơm mà chúng ta không biết tên. Mỗi lần lên Phương Bối mà leo tới được cầu Mai là đã thấy khỏe rồi, thấy như là mình đã tới rồi, tới được cõi của mình rồi. Khúc đường còn lại là khúc đường rừng hấp dẫn nhất mà tôi vừa mới nói. Thầy Thanh Từ sau này rất thích đội một cái nón lá thật to dành và chống một chiếc gậy đi lên đi về con đường đó. Phương Bối hiện ra một cách đột ngột ở một khúc quanh. Đồi thượng sáng lên như một chân trời giác ngộ, như một cõi bồng lai,
nhất là ngày bắt đầu có chiếc nhà thượng với hai mái cao, vừa hùng vĩ vừa e lệ. Những cơn mưa gió đến trước mùa an cư làm chúng ta phải cực nhọc nhiều lần. Chúng ta đã có tủ để đựng hai dạng cuốn sách, chúng ta đã có giường có bàn, chúng ta lại cũng có một chiếc nhà bếp xinh xắn cách đó không xa. Và quý nhất là chúng ta đã xây được một cái hồ đựng nước mưa chứa được chừng vài chục thước khối nước. Những ngày ấy chúng ta rất bận rộn với ngôi nhà mới sắp hoàn thành. Tuệ lúc đó bận dạy học ở trường Bảo Lộc cho nên ít giúp chúng ta được. Nguyên Hưng với tôi đã để rất nhiều thời giờ trang trí thiền thất. Màu sắc và cách xếp đặt ở thiền thất như Nguyên Hưng biết cũng khá trang nhã. Có một bữa cùng với Nguyên Hưng đứng ở lan can nhìn xuống khu rừng phía trái mà ta thường gọi rừng Tham Thiền, tôi thấy một dải mây giăng ngang từ cửa rừng sang đến gần chân đồi thượng. Dải mây giống như một dải lụa, bề rộng chừng độ hai thước, thật là kỳ thú. Tôi với Nguyên Hương đã chạy xuống đi lại gần dải mây. Tới gần thì không thấy dải mây đâu. Chúng ta thất vọng bởi vì chúng ta đã muốn đứng sát một bên dải mây. Nhưng khi trèo lên lại lan can để nhìn thì dải mây vẫn còn đó, tuy đã biến hình và loãng dần ra. Rừng Tham Thiền có lẽ là khu rừng đẹp nhất. Khu này có nhiều thông và nhiều cây cao to rất hùng vĩ. Khu rừng có vẻ bí mật. Chúng ta đã định thuê chặt đốn tất cả những cây nhỏ và gai khóc trong rừng và làm những con đường nhỏ ngang dọc trong ấy. Chúng ta cũng định làm những chỗ ngồi tham thiền và chiêm nghiệm. Cứ lâu lâu, chừng 5-7 hôm một, Nguyên Hương và tôi lại đi vào rừng tham thiền để hái hoa đem về đơm trong một cái giỏ mây cúng Phật. Hoa có rất nhiều thứ, nhưng kỳ nào ta cũng hái hoa chiều và hoa trang. Chỉ còn có 3 hôm nữa là đến mùa an cư. Nguyên Hương và tôi đã định về Phương Bối đúng ngày an cư. Như Ngọc và Như Thông hứa là ngày ấy sẽ từ Sài Gòn lên chơi để khánh thành Phương Bối luôn thể. Trời mưa như trút nước, mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa. Như Khoa đã mượn giúp cho Tuệ và Hưng một chiếc xe jeep để chở hai dạng cuốn sách vào Phương Bối. Sách đựng trong những chiếc bao tải lớn, chiếc jeep leo núi một cách mệt nhọc trèo lên trượt xuống. Chiếc xe phải hì hục gần suốt một ngày mới chở được hết sách. Nguyên Hưng và Thanh Tuệ trong chuyến chót đã chở được thêm một cái tủ trắng rất xinh của Như Thông gửi tặng cho Phương Bối. Tôi còn nhớ trong chuyến ấy, nửa đường các cầu gặp mưa, cả hai người, Nguyên Hưng cũng như Thanh Tuệ, đều ướt như chuột lột, thấy mà thương quá. Lúc ấy tôi đang bận biểu xếp sách vào các ngăn tủ, tôi ra đón Tuệ và Hưng. Tôi bắt Nguyên Hưng vào thay quần áo, lau mình thật sạch để trùm chăn kín lại. Tôi định vào đốt lò sưởi cho Tuệ, nhưng Tuệ từ chối đòi về theo xe. Cả Hưng và Tuệ đều run rẩy. Tuệ nói, xe này thì chắc ốm to, có lẽ thương hàng là ít. Tôi cũng thấy sợ ghê, các em giải nắng dầm mưa nhiều quá. Thế nhưng mà không sao, vì Tâm Huệ dọn cơm chiều lúc 7 giờ tối, bữa cơm đầu tiên ở Phương Bối được dọn ra đàng hoàng trên bàn, ngoài phòng ăn. Tôi đến nói với Nguyên Hưng là, dậy ăn cơm đi Hưng. Nguyên Hưng không chịu, trả lời rằng là chắc hẳn không ăn được. Tôi nài nỉ Nguyên Hưng ra ngồi chơi với tôi trong khi tôi ăn cơm. Nguyên Hưng bèn chịu. Ra tới phòng ăn, tôi xới cơm và ép Nguyên Hưng ăn một chén. Nể lời, Nguyên Hưng cầm đũa. Thế rồi vui miệng và vui câu chuyện, Nguyên Hưng đã để cho chị Tâm Huệ xới cơm cho Nguyên Hưng tới 3 lần. Đêm ấy Nguyên Hưng ngủ ngon, không ốm to cũng không thương hàng. Sáng mai Tuệ lặn lội vào Phương Bối rất sớm, thì ra cậu ta cũng chẳng ốm to chẳng thương hàng gì cả. Hôm qua về tới chùa Bảo Lộc, Tuệ thay áo ngay và lau khô mình mẩy, rót một ly nước trà thật nóng, cậu lấy ra 2 viên thuốc cảm để trên táp đề nuôi. Rồi cậu ta trùm chăn lại thật kỹ, chờ cho ly nước bớt nóng để uống thuốc. Trong khi chờ đợi, anh chàng giới tay mở chiếc radio để nghe một bản nhạc của Đài Sài Gòn. Thế rồi trong tiếng nhạc êm đềm, Tuệ đã ngủ quên. Ly nước nguội dần và trở thành giá lạnh. 12 giờ khuya, Đài Sài Gòn đã giã từ thính giả mà Tuệ vẫn không biết. Tuệ ngủ mê mệt. Cho đến khi tỉnh dậy thì Đài Sài Gòn đã tái ngộ thính giả và đang dạy thính giả tập thể dục buổi sáng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là tôi thấy buồn cười quá đi Nguyên Hưng à. Trong cùng một đêm đó, Nguyên Hưng và tôi ngủ lại Phương Bối lần đầu. Cánh cửa giữa chưa lắc, thành ra nửa đêm bị gió thổi rơi xuống sàn nhà một cái rầm. Hai chúng ta đều thức giấc, nằm bên nhau, chúng ta nghe mưa gió rào rào bên ngoài. Có lẽ là bão tố ở đâu đây. Chúng ta đang nằm ngủ trên rừng, cách xa xóm làng đô thị.
rất xa. Chúng ta đã muốn lên tận trên này phá rừng làm nhà và dựng cho chúng ta một quê hương bé nhỏ. Tôi không thể nào nằm ngủ được nữa. Tôi rủ Nguyên Hưng trở dậy. Chúng ta đi sờ soạn tìm hộp diêm nhang, đốt một đống lửa và thức bên nhau nói chuyện, cho đến khi tiếng dượng hú hòa với tiếng chim kêu đã vọng vang cả núi rừng. Chúng ta trèo lên đồi thượng. Phương đông, chân trời vẫn chưa ửng hồng, sương phủ khắp đồi núi xa xa. Phương bối đã trở thành một cái gì có thực một cách hư ảo. Các bạn ở xa chưa ai biết rằng ở mình trong rừng núi Đại Lão, phương bối đã xòe những cánh đồi hoang du và êm dịu như một chiếc nôi lớn, một chiếc nôi lót bằng bông đá, hoa dại, cỏ rừng chào đón chúng tôi. Ở đây chỉ có cây rừng, có chim, có dượng. Ở đây chúng tôi sẽ xa được trong một thời gian tất cả những xấu xa nhỏ mọn của cuộc đời.